Chào người, quay lại kênh máy khoan cũ của mình nhé. Đây, hôm nay thì mình có một số máy như thế này giới thiệu tới mọi người. Mọi người xem rồi chi tiết rồi thấy có nào ok thì mua ủng hộ mình cho mọi người. Rồi, giờ dòng nữa thử đây. Một, một là con này, khoan bê tông Hikoki 14.4V. Đây, thông số như thế này. Đó. Đây là xe pin thảo máy cho mọi người. Mọi người vào xem video thì cho comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Mọi người vào xem video thì comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Để biết ai đang xem video nha. Bật đèn này. Tắt đèn này. Bảo pin này. Hết pin rồi. Đang hết pin. Đây là có nhánh chậm này, chậm này. Chế độ chậm thì nó rất là chậm nha mọi người. Chế độ nhánh này. Điều tốc này. Góc này. Rồi. Đây chỉ được khóa này. Búa này. Máy thì con rất là đẹp nhá. Đó. Mọi người nghe tiếng búa chưa? Ok. Khi có ký nha mọi người. Số 1. Con này có tay cầm đàng hoàng hơn nha mọi người. Con này thân máy mình bán 1 triệu. Số 1. Số 1 thân máy 1 triệu nhá. Số 1 thân máy 1 triệu. Đây. Rồi. Số 2, số 2 là con này. Khoan bê tông Makita 14.4V. Con này mã của nó là như đây. HR162D nha mọi người. HR162D. Khoan bê tông Makita. V nhé. Rồi. Thử pin tải thử coi. Chế độ khóa này. Nó có đèn đấy nha mọi người. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều. Ok. Búa này. Rồi. Búa mạnh nha mọi người. Có này chỉ bị một khuyết điểm duy nhất. Là cái chỗ này này nó bị mất một miếng nhựa đấy, nhưng mà không ảnh hưởng nha mọi người. Đó, cái này chỉ là cái phụ ở ngoài, còn quan trọng là ở trong này vẫn đang còn một thứ ở đấy này, mà cái này chỉ là cái nắp kéo xuống thôi nên chẳng sao hết nha mọi người. Đó, chẳng ảnh hưởng, cũng chẳng bị bụi bám gì vào đây hết, nên mọi người không có cần phải quan tâm cái đó. Ok. Makita 162 khoan bê tông 14.4V. Thân máy 1 triệu. Số 2. Thân máy 1 triệu. 1 triệu chứ không phải 100 nào. Rồi, số 2 này. Chưa. Rồi, số 3. Khoan. Ấy, cục pin này con trai thôi này. Kệ nó đi. Cái này cái vỏ pin thôi nha mọi người. Cái vỏ pin thôi nhá. Đây, mình tải ra máy này. Khoan, Makita 14.4V. Con này có chổi than chứ không phải không chổi than nữa nhá. Con này là chỉ khoan và vặn vít thôi, không phải trượt, không phải ba chức năng đâu. Đó, đầu kẹp 13 ly, còn rất là ngon. Được chưa, đầu kẹp 13 ly nha mọi người. Đó, đầu khóa auto lock này, thấy chưa. Rồi, ok. Có đèn sáng đàng hoàng nha mọi người. Thân máy, vỏ pin. Ngon luôn. Kỳ vỏ pin thôi nha mọi người. Pin thì hư rồi. 550. Số 3. Thân máy, vỏ pin 550.
ok. Bật cái 84.4V. Khoan. Rồi số 4. Số 4 là con này. Thổi bụi Makita 14.4V. À, con này 14 chứ không phải 18. 142D nha mọi người. 80m trên dây. Đó. Ngoại hình thì con đẹp. Thì có ở đây này. Con này bị gãy chỗ này. Gãy chỗ này thì mình có dán lại rồi. Dán lại với mình dán bằng cái kéo 3M nên nó rất là chắc. Mọi người khỏi đó nhá. Đây. Mình cũng có dán lại hết rồi. Một này đó, nhiều số nha mọi người. Này nó rất là chắc nha, đó đó, khỏi lo gậy được chưa. À, con này số 4 thân máy 350.000 nha mọi người. Số 4 thân máy 350. Rồi số 5 đây. 5 ở đây mình có một con bản vịt Monty. Con này gì nhỉ? 6505. 6505 nha mọi người. Ngoại hình con đẹp. Đầu này mềm mượt. Không rớ nha mọi người, không rớ nha. Không rớ. Rồi ok, để thử nó. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok. Chế độ này chế độ búa này, chế độ này khoán vào bàn vịt trượt này ok, ngon máy chưa. Rồi thân máy vỏ với 600 6505, máy ngon. Số 5 600 nha mọi người. Số 6 đây. Số 6 ở đây mình có một con cơ kiếm. Cơ kiếm gì đây á, mình cũng rõ nó là gì đây nữa. Đó, nó có sẵn cái lưỡi dài 20 luôn này. Lưỡi này là lưỡi cắt gỗ. Cái này thì là lưỡi sẵn của nó nên mình để vào đây luôn chứ không phải là nó bị kẹt đấy nha mọi người. Mọi người mở con vịt lục giác này ra, lưỡi cái lưỡi này ra được. Khi mình gọi hàng mình cũng sẽ lưỡi cái lưỡi này ra bỏ đây cho mọi người chứ không phải nó bị kẹt đâu. Đây, dưới đấy thì người ta có đánh giá dấu âm dương cho mình đây này. Con này hình như là 12V hay sao. Pin tâm giác 12V đúng không? Con này thì pin có bỏ pin, nhưng mà con này thì mọi người có thể đóng luôn pin vào trong này cũng được, không cần thiết phải bỏ pin đâu. Đây. À, khóa đây. Đó, rất là mạnh và gọn nha mọi người. Mạnh, gọn. Với ưu điểm là con này rất là nhẹ, rất là nhẹ luôn. Đó, được chưa? Con này thân máy 400. Cười. À, rồi bót luôn này, ngon chưa? Rồi bót luôn này. 400 nha mọi người. Rồi này thì khi gửi mình sẽ tháo ra rồi gọi kèm theo cho mọi người. Số 6, 400. Bảy là con này. Bản vịt Hitachi 14.4V. Ngoại hình cũng tương đối thôi.
xấu cũng đẹp, tương đối thôi nha mọi người, cũng phải xấu mà tương đối thôi. Cái tên thì cũng rách mất rồi, cũng phải rách mà bị bạc. Ở ngoài thì nhìn cái màu nó không được đậm như thế này đâu, đúng rồi, camera vô trong camera nó khác. Có đây này, có cái tóc này, à không có thẳng, chắc là con tắc bị dở ra không có thẳng đây. Ok xem này, đâu con đẹp kìa chứ, đâu con đẹp đẹp đây, có đeo tóc không có thẳng, phải không thẳng thì cũng cần thiết cho mọi người. À, ok được chưa, rồi thân máy 350 đi, về cho mọi người vệ sinh này con tắc, con không thể để vậy sai cũng được, thẳng cũng cần thiết lắm đó, 350 nhá mọi người. Số 7 thân máy 350. Rồi. Tám ở đây mình có con bạn vịt multi, cùng với multi như con 6507, nhưng con này 7548 7542 á, là nó chỉ có là vằn vịt trượt với búa thôi. Con này con có búa rồi, vằn vịt trượt rồi, có nhánh và chầm nữa, đời cao hơn hơn con 6505 nữa, hai đời á. Đều tóc thẳng ok, đảo chiều ok, đèn sáng. Cái này mượt không sao, đầu cũng rơ, hơi nhít một xíu thôi không rơ. Rồi ok nha mọi người, thân máy à, con này mình xem nè, con này thân máy 650 đi. Số mấy rồi, số 8 thân máy 650. Ok. Số 9 là con này, bản đinh U mà bản đinh U Hitachi 14. Đây. Con này thì mình cũng biết đinh mấy, nó ghi là 13 mm, không biết có phải pin 13 hay không nữa. Con này thì mình không có pin để bán thử, nhưng mà test máy thì được. Hình như nó có khóa công tắc ở đây nữa mọi người, khóa công tắc ở đây nè. À, được chưa? Mở công tắc này. Đó. Đính bao nhiêu thì mọi người ra tạp hóa mua, ra tiệm bán phòng phẩm mua đều có hết nha mọi người. Ok chưa? Có này, thân máy 600 nha mọi người. Có móc lên đây này. Thân máy 600. Đính 10, 12, 13 gì mọi người à? Không cần thiết phải ra, mọi người ra chỗ mà bán đồ mấy cái đồ kim khí á, chưa chắc là có, nhưng mọi người ra văn phòng phẩm mua sẽ chắc chắn có nha mọi người. 9 600 thân máy. Rồi tới con nào à, rồi thì như còn 3 con này thôi, 1 2 3 con này, 4 à, 4 con, còn 4 con thôi. Đây Catiran Hitachi, con này 9.6 chạy 12V ok nha mọi người. Thường thường Hitachi 9.6 để dùng 12V hết, mà khi ta 9.6 người ta cũng đóng lại 12V sai à mọi người, pin nó đóng mà. Đây Cati 3/8, 3/8 là 10 nhá. Đây con này rưỡi hai mặt. Đây mòn mặt này thì trở cái này lên phía trên dùng tiếp, ok chưa. Đây, con này thì con rất là đẹp nha mọi người. Con này máy con rất là đẹp.
Đây. Đó, ngon nha mọi người. Thân máy vỏ pin 500. Thân máy vỏ pin 500 nha. Số 10 đây này. Mười. Thân máy vỏ pin 500. Ok. 11. 11 là con này. Hitachi 14.4V. Con này là dòng có chổi than nhưng mà lại đời mới nha mọi người. Nó là đời mới. Chứ không phải mấy cái loại máy đời cũ, con này đời mới. WH14DKL gì đây. Đó. 14.4V. Nhìn nó như không than gì đâu. Hôm bữa mình có nhầm một lần, mình có nó một con này, con hôm bữa mình có một con này màu xanh, mình nói không than nữa nhé, tại không phải con này có than. Nhìn hai cái đích than này, điều tốc thẳng ok, đảo chiều. Ngon rồi, đèn sáng, bảo pin ok luôn, pin hơi yếu, còn một cục thôi. Đó, đầu không rỡ nha mọi người. Đó, mọi người nhìn cái đầu ý như mấy cái con không chổi than luôn này. Đó. Ngon rồi anh nhá. Con này thân máy 650. Máy đẹp. Thân máy 650 nha mọi người. Số 11. Thân máy 650. Điều tốc thẳng ok, nói chung là full chức năng đấy. Rồi, tiếp con này. Con này là mình giới thiệu con này trước để lấy cục pin qua tại con đó. Đây, ở đây là mình có một con thổi. Này, thổi Hitachi 14 18V nha mọi người, 18V. Đó, 18V, ống nó đầy đủ nhá. Ống đầy đủ này. Đó. Tem ở đây. 18V đây. Được chưa? Giúp mình phát hiện chỗ này hơi bị mất khí ngam gì một xíu ở đây này, nhưng quan trọng giữ pin bình thường nhá. Này, mọi người xem nó này. Điều tốc này. Sửa không? Hitachi 18V. Đó thôi, thích thì trở qua đây. Hình hút. Đó, không thì bỏ qua đây. Bỏ qua đây, thành thổi. Mười tám vốn thì tới chí nha mọi người, đầy đủ ống nó đã hoa, thân máy 600, 18V Hitachi, ống nhiệt nó đang hoa hết, thân máy 600, con này là bao nhiêu, 11, 12, 12, thân máy 600 nha mọi người, 600, thân máy, rồi 13, 13 là con này. Con này là Hitachi 18V DDNR. DDNR là con này là nó giống kia ngang ngang với dòng 170 của Makita nha mọi người. Hitachi 18V DDNR.
Chu cho tua tới 3.001. Đó. Không trở than nha mọi người. Rồi ok, mình sẽ thử cho mọi người xem. Đây là cái vỏ pin của nó này. Vỏ pin 5A. Đó, nghe tiếng Hitachi đã. Đó. Bốn số chín nha mọi người. 1 2 3 4, được chưa? Đó, bật đèn, tắt đèn, bảo pin, ok luôn, ngon nhá. Đầu thì không bao giờ rơ với dòng Hitachi này rồi. Rồi, con này thân máy, vỏ pin 1.700.000, 1.700.000 thì thành ra kia máy này còn 1.500.000 cho mấy, vỏ pin đã 200 hơn rồi. Ngang 170, dòng này ngang 170 của máy guitar 14 này đó, 13, đúng rồi, 13. 1.700.000 thân máy vỏ pin nha mọi người. Đó. Rồi. Tiếp đây. Đây là mình còn một ít sale pin thảo máy này. Sale pin thảo máy thì mọi người xem cái nào hợp lý thì mua nhá. Đấy thì hôm nay toàn là mấy cái sale Trung Quốc thôi mọi người ạ. Mình thảo trong máy, thảo trong pin, nhưng mà thảo pin Trung Quốc thôi, không phải sale hàng đâu. Đây, sale mau xây xây này này là sale Lysen. Sale xây xây này sale Lysen nhá. Đây, sale xây này sale Lysen này. Sale màu tím này là sale gì đấy mình cũng biết, màu tím nha mọi người. Ở ngoài màu tím sao không biết, ở trong cái camera nó màu gì á. Còn ở đây, đây là sale Samsung INR18650 15Q. Đó, sale Samsung này có 6 sale này, được chưa? 6 sale. Sale mình thảo máy thôi nha mọi người. Sale màu tím này có 2, 4, 6, 8, 10 sale. Thì tất cả ở đây thì mình không bao dung lượng, nhưng mà mình báo tên 3 vốn nha mọi người. Mình không bao dung lượng, mình chỉ báo tên 3 vốn thôi. 10 là 16 sale này. Sale cũ như thế này mà còn bắt mình bao dung lượng với cái giá bán của mình thì thôi, chắc chẳng ai bán. 16 rồi nha mọi người. Đây là sale này, sale Lysen LS24. Cái này mình còn thảo máy ra. Ờ, còn một sale này giống như chưa động luôn đấy, đúng mới luôn đấy. Hay 16 18 20 22 24 26 28 28 xeo với bạn, xeo 10 ngàn là bao nhiêu ta, 280 nha mọi người. 280 động này là 13 này, 14 này, 14 này, 280 này. Mười bốn hai trăm tám mươi nha mọi người. 14 280. Rồi tới đống này, đống này cũng là sale Trung Quốc thảo máy. Sale này là sale gì, sale xám nô nếm thế vậy. Sale xám nô nếm này cực tốt đây. Đây là mấy cái pin mà Trung Quốc nó đóng xuất Nhật nha mọi người. Đi cùng báo tên 3 vốn mọi người. Đó, hết trên 3.4 nhé. Đây, đến xeo tiền tiền thôi nha mọi người. 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 32 34 35 35 sale 350 nha mọi người.
14 350. Xeo 10.000 nha mọi người. Xeo thả máy 10.000 một xeo. 14 350. Rồi, tới đây kết thúc video của mình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay.